Nữa hơn cập nhật là anh em nào có tham gia như kèo ai góp ăn chia 7.000 tóc cần B có cái hiệu là BTT thì giàu mà chết giếng nha các bạn. Mình được phân phối, mình được 1.024.000 BTT nha các bạn. Con này để mình coi lên qua coi market cap mình coi nó có list sàn nào chưa các bạn. Rồi cái máy mình nó lót cái trang web này nặng quá các bạn ơi, để video sau mình thông báo cho các bạn sau nha các bạn. Các bạn gõ vào chữ BTTT ra ký hiệu coi các bạn coi đích sàn nào các bạn và bán nha các bạn. À lót được rồi nè. Ôi quá đứng nấy các bạn ơi. Vậy chào tạm biệt tất cả các bạn nha.